Tiên sanh thì sanh về thời dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, được giải thành cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật chưa được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Sa thú lành thay, tiếp tay con xin đọc phần sám hối Phật pháp tăng. Uttamang ye na vandeham padapam sum varuttamang buddhe yogalito doso buddho khanatu tăng mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứ xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vandeham dhammang ca duittang varang dhamme yogalito doso dhammo khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vandeham sankhang ca duvithottamang sankhe yogalito doso sankho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng đức đến sư trí đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Con kính thỉnh ngài. Sa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ đập giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si đập sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasattha chakummattha devanaga mahithika punyanno anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha chakummattha devanaga mahithika punyanno anumodantu chirang rakkhantu no garu.
Akasattha Chaphummattha Devanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chirangrakkhantu Nyatayo Akasattha Chaphummattha Devanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chirangrakkhantu Panino Akasattha Chaphummattha Devanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chirangrakkhantu No Sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cấp tấp bằng chi ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô áp thi dê cha sát ta a sanh ni nô ca tăng phun nha pha lăng ma y hăng sát đề pha di pha hoàn tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng điểm năng phun nha pha lăng ma già về cha tát pha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp đề lô cam ni về sắp ta chi hoàn ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phổ cha năng sắp đề la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nô nha ti năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta nô vùn nhân à sa quá khá già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Ý đằng nề buồn nhằn nhất bà sát tấp cho dù hồ tú, tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn các quý cô tu nữ, quý đạo hữu đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá.
Nam mô Sankhaya. Dạ thời kinh Tam Bảo Thọ Giới đã hoàn mãn. Bây giờ là 4:29. Dạ con xin đọc một đoạn ngắn. Bài Thập Nhị Duyên Khởi. Avijja paccaya sankhara sankhara paccaya vijnana vijnana paccaya nama rupang nama rupaccaya salayatana. Dạ bây giờ là 4:30. Dạ con kính chân đức đến ngài Chí Đức để ngài Chí Đức giảng kinh pháp cú ngày hôm nay ạ. Dạ con xin kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bụt Hài Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sân Khai Gia. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, chào Chư Tôn Nữ Như Pháp, chào Chư Thiện Nam Tín Nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật môn 170. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được đáng dương ơn Đức Tam Bảo. Bồ Tát Ma Hề Si A Rằng Tất Hà Gat Tu Lu Cú Tam Mu Tam Bất Ca Ru Vi Che Tất Cù Lu Ca Sa San Thang Chế Na Đầm Ma Cù Vi Đồ Quỳnh Đà Ma Hành Tăng Na Rắc Cù Chế Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Thanh Bằng Thoát Ly Phiền Não Thoát Chân Tôi Tự Nhiều Chủ Chí Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đi Bồ Tát Ta Sa Sát Thân Nô Lô Ca Nam Hồng Tha Sa Na Bồ Tát Bồ Tát Đà Hành Tâm Đá Rắc Bồ Tát Pháp Bảo Thời Sáng Việc mà chúng đi vượt con lễ Phật quan đang dùng dưỡng sân khô để chúng ta sẽ thích khả chúng ta các cổ nền đạo quá rù quá đà mã hành tâm học đề mạnh các ngài còn đại cho cùng chung được đã nên sự thực đảm bảo uy tín được phần học đặc cần còn đây nghe âm thanh không rõ con người ba sung có ba con người một như vậy truyền truyền không được và chính chúng đứng nè người không chịu đồng về này mình lên mời quý vị tham gia ha.
Rồi, như thường lệ. Rồi, bây giờ quý vị. Chúng tôi sẽ giải thích phần này. Khi mà học đến từ vựng thì chúng ta sẽ đi vào từng từ và chữ cho biết rằng chữ bút bú lá cần ha. Chữ bút đó chữ bê bò hay bê phở, rồi chữ lá cần, chữ lá này có dấu chấm hay không có dấu chấm ha. Thì quý vị chú ý rằng khi mà phân tích từ vựng quý vị có thể thắc mắc, còn bây giờ thì chúng ta cứ học, rồi học tới đâu thì chúng ta làm sáng tỏ tới đó. Rồi hôm nay sức khỏe không được tốt, mong quý vị hoan hỷ, cũng giống như đường truyền quý vị nghe được nghe không được. Bây giờ chúng tôi giao quý vị sinh hoạt câu Phật ngôn này. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến gì không? Bây giờ coi như bài học đã đưa lên rồi, quý vị tự xử ha. Tới chỗ nào hơi rắc rối thì chúng tôi có thể đi vào chỗ rắc rối đó. Còn bây giờ bài học câu Phật ngôn 170. Rồi quý vị cứ coi như là chúng tôi không có mặt ha. Rồi quý vị thấy câu Phật ngôn này thì quý vị giải quyết như thế nào? Quý vị đừng có ý lại như chúng tôi, mà quý vị tự xử đi. Tức là khi gặp trường hợp câu Phật ngôn này thì quý vị đọc sao? Giọng kể sao, giọng kể sao, rồi phân sao để thấy là đủ khả năng này dễ dàng. Rồi bây giờ mời bàn tay của quý vị chắc chắc cái gì mà nói có tay chấm con mình còn mi con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một người cho tín hiệu, sư có nghe con rõ không sư? Ngày nào cũng lần trước sư cũng lên. Trời, đi sư làm tụi con thấy vô thường quá sư. Bởi vậy có nghe rõ không rõ cũng ok. Miễn ngày nào sư lên đó mà sư thấy ok đó, sư còn la con cái này, sư còn xích, sư la con cái này, sư còn la con cái kia, bà tám nó nhiều đủ thứ á, con còn vui vẻ, sư còn có hơi mà có thời gian mà la dày tụi con nghe là tụi con mừng đó. Còn bữa nào sư giống như bữa nay, trời ơi trời, tụi con giống như rắn mắt đầu vậy sư. Thường là sư vô sư mở màn đọc cái này đọc cái kia, chỉ cho con tụi con đọc cái này, coi chừng nghe ở cuối câu này đều đoạn âm hết, thì đừng có đọc quá cố thành cố quá thành quá cố, đọc đi tới chỗ nào trường âm thì ngừng, đại khái nha. Sư vừa nhắc vừa nhát đủ thứ, cho bữa nay sư kêu được con xử hết, chỉ đọc có đúng không rồi phân tích trường âm rồi nói luôn tích sự luôn hả sư? Trời ơi, tụi con chết chắc hả sư? Sư không có báo cho tụi con biết trước là nói bữa nay vô đó, bữa nay sư thân thể không có khỏe khoắn, tụi con phải lo trước nha. Trời mới vô nghe sư để vô, trời ơi chết chắc rồi, như vậy rồi gặp con hai ngủ trễ nữa, thức khuya ngủ trễ là nghề của con. Nghề sư đưa đây, Nhung Phạm đưa nè, sư đi rồi đó. Nhung Phạm coi sư còn trong đạo tràng không? Nhung Phạm trời ơi tội nghiệp sư quá ha, sư bảy mấy tuổi đó, sư chích ngừa quá nhiều đó, vaccine nó hầm sư đó,
Có nhiều người chích sách thì em thấy quên tùm lum tùm la, mà bệnh này bệnh kia, em thấy tội nghiệp. Ai da, bây giờ phải trả bài ha, tử giờ chưa đọc bài nữa. Thôi giờ đọc bài đi. Còn chị Kim, Kim này Kim chỉ, Kim chích đau lắm á. Kim gì đó, chết chắc rồi. Ôi trời ơi, thôi bây giờ để trả bài đi nha. Nhưng mà dầu sao, mình phải ráng. Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta hãy coi chúng ta như một hải đảo, một hòn đảo riêng rẽ. Chúng ta phải tưởng được cánh sinh, phải sống đứng trên đôi chân của mình nha. Nhờ thì cũng có nhờ, có hổ tương duyên thì cũng nhờ, nhưng mà cũng phải tự được cánh sinh nha. Sư nói như vậy mình phải làm như vậy, không được đâu, phải làm tốt hơn sư mới vui được. Sư nói như vậy làm giống như vậy, sư vui một thôi. Có bàn tay nào vậy? Bàn tay người nào vô vậy? Vô vậy thấy bàn tay, bàn tay ấy hấp nguồn lò cai bàn tay cô Hồng Mai. Hồng Mai muốn lên đọc trước hay sao? Thôi bà đẩy vô tôi đọc trước đi, rồi Hồng Mai lên đọc rồi để nói nha. Rồi chờ đi, có mấy phút thôi để xong đi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 170. Giáp thà bút phú lắc khăn bát xề, giáp thà bát xề má vì chi khăn kề hoàng lồ khăn áo quét khăn tầng mắt chú ra chà nắp hát xa tí. Kề khóc ngồi ca vui để nghe nghe âm thanh rõ ràng không? Đi lên đây Pháp Môn Lào Cai âm thanh có rõ ràng không? Không rõ ràng là gió thổi lùng lùng ở Lào Cai Yên Bái là đường núi mà. Ra rõ. Tốt. Bây giờ đọc lại nữa. Giác thà bốc cú lắc khăn phát xề, giác thà phát xề má vì chí khăn ê hoàng lô khăn áo quét khăn tăng mắt chú ra chà má phát xa tí. Đọc thêm lần nữa. Tại vì xuống đặt mình đọc 2-3 lần luôn đi cho quý vị nghe rõ. Để cho sư ngồi xin nghe thì uống trà chưa rung rồi. Có một con đệ tử nó lên nó đọc nó cũng được lắm đó. Giác thà bút bú lắc khăn phát xề, giác thà phát xề má vì chí khăn ê hoàng lô khăn áo quét khăn tăng mắt chú ra chà na phát xa tí. Phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm, thà trường âm thông thường, bút trường âm nhắn, bú lá hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát trường âm nhắn, xề trường âm thông thường. Câu số 2, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, tá trường âm ngắn, xê trường âm thông thường, má đoạn âm, vi trường âm thông thường, chí, thằng chí này chí, chứ không phải chí rặn là đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4, giờ phân tích câu 3, câu 4. Gia thà bút bú lá khăn bát xề, gia thà bát xề má vì chi khăn kề hoàng lô khăn áo quét khăn tầm mắt chú ra chà nắp bát xa tí. Phân tích câu số 3. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đô trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, quét khăn trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuối cùng là câu số 4, không phải câu cúng cười nha, không nói nữa. Mắt trường âm ngắn, chú đoạn âm, ra cha hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, pass trường âm ngắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài. Và ca kể, tôi kể lắm, hình ra tôi như lửa mới kể giữa hai cái, miễn tôi không la được rồi kể mà kể đại nó đi. Ê hoàng lô khăn áo quét khăn tăng mắt chú ra chà na pa sa ti. Gia thà bút bú lắc khăn pa xề, gia thà pa xề ma vì chi khăn ê hoàng lô khăn áo quét khăn tăng mắt chú chà ra na pa sa ti. Dạng pa xề, gia thà bút bú lắc khăn gia thà pa xề ma vì chi khăn ê hoàng lô khăn áo quét khăn tăng mắt
Sura cha napasati Yathabu la khan passe Yathabase ma viti khan E vang lo khan avet khan tăng Mạch sura cha napasati Yathabu la khan passe Yathabase ma viti khan E vang lo khan avet khan tăng Mạch sura cha napasati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đây là bản dịch cho tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 170. Trời ơi, Nhung Thảm cho 100% nè. Kinh đời này không có gì 100% thôi, Nhung Thảm ơi, đừng có ngủ mơ, một vĩnh của cảnh quyển không nè, ok thôi. Nhưng mà ý ra cũng có ý tưởng này. Làm tôi nhớ tới bản nhạc 100% của Hùng Cường với Mai Lê Huyền ca hồi nhỏ tôi thích lắm. Cảm ơn Domain, Nhung Hồng Mai, Nhung Thạm. Lần trước nói cho vỗ tay vỗ chân nhiều nhiều đó, Nhung Thạm thắng cho. Nhờ sư đi nghỉ rồi không biết sư có nghe không nữa. Nhưng không sao. Sa thủ vô kiềm cho tay tim nó bông hồng, nói vỗ tay vỗ chân như bông bông dỗm. Con xin dầu con có đọc cái gì có vậy đó cho bông qua không có bằng quý vị nhìn thấy các sư các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng nhìn thấy tôi có đọc cái gì mà sai đó thì cho biết để chỉnh sửa. Xin mời người kế tiếp có lẽ không thôi không thấy cô Mít Tài em nói ta câu chuyện nó không có kiểm soát không biết. Dạ, xin chúc quý vị an vui và may mắn. Dạ, con cũng chúc xin thư mau hết bệnh đi sư ơi. Sư mỗi lần sư lên thư khò khè chứ nãy kia làm tụi con thấy buồn quá. Con chúc sư mau hết bệnh nha sư, sư khỏe đi sư. Dạ, con xin mời người kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, kính lễ với chư tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú số 170. Yatha bup bulakang passe yatha passe mari chi kang e wang lo kang awet kham tang mat chura cha na passati. Yatha bup bulakang passe Yatha passe mari chi căng e quang lô căng awek khan tăng mắt chú ra cha na passati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yatha bup vu la căng passe, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bup là trường âm nhấn, bú lá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pass trường âm nhấn, C trường âm thông thường. Yatha passe mari chi căng, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, pass trường âm nhấn, C trường âm thông thường, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, chí đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yatha bup vula căng passe, yatha passe mari chi căng. Con xin phân tích câu 3 và 4. Câu 3, e quang lô căng awet khan tăng, e trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, quét trường âm nhấn, khan trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, mắt chú ra cha nát tát sát tí, mắt là trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra, cha, hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, pass trường âm nhấn, xá, tí, hai đoạn âm. E quang lô căng á quét khan tăng mắt chú ra cha na pass sa tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 170. Yatha bup bula căng passe yatha passe
Sê ma ri chi căng ê quăng lô căng á quách khăn tăng mắt chú ra chà. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Mắt chú ra chà na pát sá tí. Xin đọc lại con pháp cú. Yá thà búc vú la căng pát sê. Yá thà pát sê ma ri chi căng ê quăng lô căng á quách khăn tăng mắt chú ra chà na pát sá tí. Dạ. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cách huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ bây giờ con xin đọc kệ ạ. Yathapapu la kang passe, yathapasse marichi kang, ewang lo kang awang khan tang Machuracha Napasati Yathapapu la kang passe, Yathapasse marichi kang, ewang lo kang awang khan tang Machuracha Napasati. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cũng kính mong sư trí đức được mạnh khỏe ạ. Và qua cái ngày hôm nay thì con mới thấm, rất là thấm cái câu mà ngài Venka đã căn dặn thiền sinh trước khi ngủ và sau khi thức dậy là phải nhớ là Avijja, tất cả đều là vô thường. Dạ kính mời vị kế tiếp và mong tất cả các đạo hữu chúng ta cùng tham gia và đọc kinh pháp cú, và có gì thảo luận thì chúng ta cùng tham gia một khối để mà cho cái đạo tràng nó phấn khởi hơn ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp, xin mời pháp nguồn Lào Cai. Dạ cảm ơn cô Hồng Mai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Thế Mẫn, Nhung Phạm, cô Kim, cô Hồng Mai đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ con thấy nghe nói ngài Trí Đức bị bệnh. Con đang ngồi con nghe ở ngoài, con thấy ngài Trí Đức bị bệnh rồi thì cô Kim thì nói chết tôi rồi, phải lo cả buổi hôm nay. Con hôm nay con cũng bệnh, con cũng chưa khỏi, con vào con sinh hoạt con đạo tràng vui không khí một chút. Dạ con xin phép được đọc bài câu pháp cú 170 ạ. Cảm ơn nhiều bạn. Yatha bút bút la cẳng passe, yatha passe machi mari chi cẳng e quang lo cẳng a quét khăn tăng machu ra cha na passati. Ya bút bu la cẳng ba se, ya tha ba se ma chi ma ri chi cẳng e quang lo cam a quét khăn tăng mắc chú ra cha na ba sa ti. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được phân tích câu 1 và câu 2. Yatha bút bu la cẳng bát xế, yatha bát xế ma chi ma ri chi cẳng. Dạ giá, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, lá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pass là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường.
Giá là đoạn âm, tha là âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, má là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chế là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yát thà bút bú lạc cần bát xê, yát thà bát xê ma chi ma rì chi cần. Dạ con xin được phân tích câu 3 và câu 4. E quang lô cầm a quét khăn tăng mát mắt chú ra cha na bát sa ti. E là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, khan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. E quang lô căng a quế khăn tăng mắt chú ra cha na pa sa ti. Dạ con xin được đọc lại toàn bài. Yat tha bút bu la căng pa se yat sa yat tha pa se ma ri chi căng. E quang lô căng a quế khăn tăng mắt chú ra cha napasati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Bản dạy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cảm ơn Sít Kim, cảm ơn Nhung Phạm. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống mách mời vị kế tiếp. Dạ con kính chúc ngài trí tuệ màu khỏe mạnh ạ. Dạ sa thú xít pháp nguồn. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin ôn bài câu pháp cú 170 ạ. Dạ tha bút bú la căng pát xê yát tha bát xê ma ri chi căng e quang lô căng áo quét khăn tăng mắc cú ra cha ná bát sa ti. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 170, câu số 1 và câu số 2. Yá tha bút bút lá căng bát xê, yá tha bát xê má ri chi căng. Yá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, bú lá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, yá yá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bát đoạn trường âm nhấn, C trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, chí đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin phân tích câu 3 và câu số 4. E quang lô căng áo quế khăn tăng mắc chú ra cha ná bát sát tí. E trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, quách khăn hai trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra cha hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, pá pát trường âm
nhấn xá tí hai đoạn âm. Dạ con xin kệ câu 170 ạ. Ya tha bút bu la căng pa se, ya tha pa se ma ri chi căng, e quang lô căng a quen khăn tăng, mác chú ra cha na pa sa ti. Dạ con đã kệ xong câu 170 ạ. Con đọc sai, mong sư và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin mời Minh Giang Nhật Hạ hay là Sĩ Đại Kiểm ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin lãnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép đọc câu pháp cú số 170 ngày hôm nay ạ. Yatha bupula kang basse, yatha basse mari chi kang, e wang lo kang awet khan tang mat chura cha napat sati. Yatha bupula kang basse, yatha basse mari chi kang, e wang lo kang awet khan tang mat chura cha napat sati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha bupula kang basse, yatha basse mari chi kang. Dạ. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, pú lá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bass là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá tha búp bú lá căng bát xê, giá tha bát xê má ri chí căng. Dạ, câu số 3 và câu số 4. E wang lo kang awak khan tang mat chura cha napasati. E là trường âm thông thường, wang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lo là trường âm thông thường, kang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, khan là trường âm nhấn, tang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mat là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra cha là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. E wang lo kang awak khan tang mat chura cha napasati. Dạ con xin đọc lại ạ. Yatha bupula kang basse, yatha basse mari chi kang, e wang lo kang awak khan tang mat chura cha napasati. Hãy như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya tha bu pu la kang ba se, ya tha ba se ma ri chi kang, e wang lo kang a wet khan tang mat chura cha na bat sa ti. Yatha bupu la kang basse, yatha basse mari chi kang, e wang lo kang a wet khan tang mat chura cha na bat sa ti. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ, con Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lễ các cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng.
con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 170. Yatha Bula Kang Basse Yatha Basse Mari Chí Kang Evang Lô Kang Awet Thang Tăng Machura Cha Nabasati Yatha Bula Kang Basse Yatha Basse Mari Chí Kang Evang Lô Kang Awet Thang Tăng mắt cha nắp tha bấp càng bát xê giá tha bát xí càng y văn tăng đà cha nắp bát xá tí. Hãy nhìn như bọt nước, hình như cảnh, nhìn đời thần chết không bắt dịch của Ngài Hoàng. Hòa Thượng Thích Minh, con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Và bức bút Căng bát xê Gia tha bát xê Chí căng đoạn ăn tha thường búp làm nhẫn Dạ cô ơi, không nghe thấy tiếng gì đâu cô ạ. Cô bị rớt mic rồi, cô cầm mic lại nhé. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như cô Đờ Men bị rớt mít đó, nên Phúc Hạnh thấy không có ai nên Phúc Hạnh đọc. Xin cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu. Sau đây con xin đọc câu số Pháp Cú 170 ạ. Gia thà bú la cằn bát xề gia thà bát xề ma rì chi cằn ê văn lô cằn á quét khàn tằng ma chúc ra chà na bát xá tí. Gia thà bú la cằn bát xề gia thà bát xề ma rì chi cằn. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bút là trường âm nhẫn, bú lá là hai đâm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhẫn, xê là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bát là trường âm nhẫn, xê là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Ê văn lô cằn á quét khàn tằng mát chúp ra chà ná bát xá tí. Ê là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, khan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra cha là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Gia thà búp bú la cần bát xề, gia thà bát xề ma rì chi cần. Ê văn lô cần á quét khàn tầng ma chấp ra cha ná bát xá tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cả.
cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ya tha bu la kang ba se, ya tha ba se ma ri chi kang. E văn lô căng a vê khan tăng ma chú ra cha na ba sa ti. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin mời vị tiếp theo. Giờ cô Demen vào, cô Demen vào lại ạ. Con xin xuống mic ạ. Mời cô ạ. Dạ. Mô Phật. Hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh. Thanh của con không? Dạ con kính đảnh kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phục Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim, cô Thê Man, cô Phúc Hạnh và Hạnh Kiểm đã cho con nghe tín hiệu rõ. Dạ, cảm ơn Sư Nhung Phạm đã bóp bài. Con xin đọc bài câu pháp cú và phân tích câu pháp cú 170. Yatha bula kang bát se, yatha bát se ma di chi kang, e quang lo kang awat khan tang ma Chura dana bát sati. Yatha bupula kang bát se, yatha bát se mát di chi kang, e quang lo kang awet khan tang mát chura dana bát sati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bú, lá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường. A, má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha bu 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 la kang bát se, ya tha bát se ma chi ma ri chi kang. Câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, vết là trường âm nhấn, khăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mách là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra, cha là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Ê quăng lô căng a quê khăn tăng mách chú ra cha na bát sa tí. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Yat ya tha búp bu la căng bát sê, ya tha bát sê ma chi ma ri chi căng,
e quang lo kang awe khan tang mách chú ra cha na bát sa tị. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Dạ tha búp bu là căng bát xê, dạ tha bát xê mà chi ri chi căng, ê quăng lô căng à quanh khăn tăng, mạch chú ra cha na bát sa ti. Dạ tha búp bu là căng bát xê, dạ tha bát xê mà ri chi căng, ê căng ê quăng lô căng à quách khăn tăng, mà chú cha ra cha na bát sa ti. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong và phân tích xong, và con có sai mong Ngài Chí Đức và Quý Sư trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin thú mít, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Quý Sư, con kính đảnh lễ Quý Cô Tôn Nữ, và xin kính chào quý đại hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 170. Ya tha búp bu la càng bát xê, ya tha bát xê ma đi chi càng, ê quang lô càng a quét khẳng tăng mạnh chú ra cha na bách sa tí. Ya tha búp bu la càng bát xê, ya tha bát xê ma đi chi càng, ê quang lô càng a quét khẳng tăng mạnh chú ra cha na bách sa tí. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, bú lá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường. Má đoạn âm, ri trường âm thường, chí đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia thà búp bu la càng bát xê, gia thà bát xê ma ri chi càng. Dạ con đọc, con phân tích tiếp câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, vét trường âm nhấn, khan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra cha hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, e quang lô căng a quét khen tăng chú ra cha ná bát xá tí. Dạ con đọc lại nguyên bài. Gia thà búc bu la càng bát xê, gia thà bát xê ma đi chi càng, ê quang lô càng a quét khen a quét khen tăng mắt chú ra cha na bát xá tí. Dạ con xin kệ. Ya tha búp bu la căng bát xê, ya tha bát xê ma đi chi căng, ê quán lô căng a quên khăn tăng mạch chú ra cha na bát xa tì. Ya tha búp bu la căng bát xê, ya tha bát xê ma đi chi căng, ê quán lô căng a quên khăn tăng mạch chú ra cha na bát xa tì. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp,
là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đọc phân tích và kệ xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô, cô nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Xin mời vị tiếp theo ạ. Hello, Quang Thanh ơi, em lên đọc bài được không, Quang Thanh? Dạ, xin mời quý vị lên cầm mic ạ. Những quý đạo hữu nào chưa đọc và xin mời quý vị lên đọc ạ. Quynh Đạo Quynh nè, Quynh Đạo Quynh có rảnh nè, xin mời Quynh Đạo Quynh, Quang Thanh và những vị nào chưa đọc và xin mời ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, thưa sư Trí Đức, con thấy chắc không còn ai đọc ạ. Con xin thỉnh sư trở lại cầm mic để giảng về kinh Pháp Cú ngày hôm nay cho chúng con ạ. Con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thỉnh sư Trí Đức mà chưa thấy ngài xuất hiện. Thì sư Pháp Trang có rảnh xin sư Pháp Trang lên đọc kinh Pháp Cú hướng dẫn đạo tràng chúng con ạ. Dạ, để đạo tràng không có bị trống vắng, không có bị im lặng. Con kính thỉnh sư Pháp Trang lên để hướng dẫn, hoặc là có cái gì ý kiến gì về cái câu kinh Pháp Cú này xin truyền đạt đến đạo tràng chúng con ạ. Con kính thỉnh sư Pháp Trang. Cô thấy Tina đã xuất hiện rồi. Tina ơi, lên đọc kinh Pháp Cú được không Tina? Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Con xin sám hối con vô trễ ạ. Câu Pháp Cú số 170. Yattha bhutlakkhaṃ passe yattha passe marīcikkhaṃ evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ maccuracchāna passati yattha bhutlakkhaṃ passe yattha passe ma ri chi căng e vang lo căng awet khan tăng mat chu ra cha na phát sa tí. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha, trường âm thông thường, búp trường âm nhẫn, bú lá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pass trường âm nhẫn, c trường âm thông thường, giá đoạn âm tha trường âm thông thường, pass trường âm nhấn, c trường âm thông thường, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, ký đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yattha bhutlakkhaṃ passe yattha passe ma ri chi căn. Câu 3 và 4. E văn lô căn a vết khan tăng mát chú ra cha na phát sa tí. E trường âm thông thường, quan trường âm nhấn, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, quét trường âm nhẫn, khan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra cha hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, pass trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, e quan lô cân á quét khan tăng mát chú ra cha na phát sa tí yattha búp búp la cần phát se yattha phát se ma ri chi cần e quan lô cần á quét khan tăng mát chú ra cha na phát sa tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan tha bam bu la kang phan se yan tha pa se ma ri chi kang e wang lo kang a wen khan tang man chu ra cha na phan sa ti yattha bambu la kang phan se yattha phan se ma ri chi kang e wang lo kang a wen khan tang man chu ra cha na phan sa ti. Dạ, thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính nhường mic lại cho đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng bây giờ có nghe được âm thanh không ạ? Hello, hello. Dạ, con không biết có nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn con. Con không thấy. Rồi, con xin đọc. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 170. Yatha bút lá căng bá xê Yatha bá xê Má vì chi căng Ê quăng lô căng Ê quất thành tăng Mách chú ra trà Ná bá xá tí Yatha bù bú lá căng bá xê Yatha bá xê Mari chi căng e quang lô căng ác quách khá tăng má chú ra trà ná bá xá tí hãy nhìn như bọt nước hãy nhìn như cánh huyễn quán nhìn đời là như vậy thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Yatha bu bút cá lăng bá xê giáp trường đoạn âm tha trường âm thông thường bút trường âm nhấn bú đoạn bú lá hai đoạn âm khăn trường âm đập theo dòng nguyên âm bass trường âm nhấn c trường âm thông thường giáp trường giáp đoạn âm tha trường âm thông thường bass trường âm nhấn c trường âm thông thường má đoạn âm ri trường âm thông thường trí chạy đâu rồi trí đoạn âm khăn trường âm đập theo dòng nguyên âm dắt thà bú bút la cằn bát xê dắt thà bát xê mari chi cằn e trường âm thông thường quăng trường âm đập theo dòng nguyên âm lô trường âm thông thường căng trường âm đập theo dòng nguyên âm á đoạn âm quét trường âm dạ quét trường âm nhấn khan trường âm nhấn tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm má mắt trường âm nhấn chú đoạn âm ra cha hai trường âm thông thường ná đoạn âm bass trường âm nhấn xá tí hai đoạn âm e quăng lô căng e quăng lô căng a quất khan tăng a chú ra cha na ba sa ti dắt thà bù bú lá căng ba xê dắt thà ba xê ma ri chi căng e quăng lô căng a quất khan tăng ma chú ra cha na ba sa ti hãy nhìn như bọt nước hãy nhìn như cánh huyễn quán nhìn đời như vậy thần chết không bắt gặp. Dạ, con có đọc sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trong bích lại chân kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Trân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ chúng con xin được Yatha bhupukalang tasse yatha tasse mahi chukang evang lokang avyakantang machuhaja napasati Yatha bhupukalang tasse mahi chukang
Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh nguyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng sau. Bây giờ xin mời về kế tiếp ạ. Xin gửi mít lời cho đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thầy nhé. Con xin kính lễ đến với cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Cảm ơn hôm nay cô hôm nay có biết tín hiệu tốt ạ. Dạ hôm nay nó hết vậy là hôm nay nó được. Và sau đây con xin tài bản kinh 1 không phải có 170 là giác tha bức đô lạc khăn bát ti giác tha bát ti mất chi mà lý chi căng y bằng lục căng a bức khăn tăng mất chú rách trang nắp bát sát tí giác tha bức đô lạc khăn bát ti giác tha bát ti mà lý chi căng y bằng lục căng a bức khăn tăng mất chú rách cha Natasati. Ông xin phân tích là giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, bú lá là hai đoạn âm, khăn là trường âm tập thời giọng nguyên âm, pas là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, pas là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, khăn là trường âm bậc thượng nguyên âm, y là trường âm thông thường, văn là trường âm bậc thượng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căn là trường âm bậc thượng nguyên âm, á là đoạn âm, rít là trường âm nhẫn, khăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm độc thanh giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, chú là âm ra cha hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn xá tí là đoạn âm. Sau đây con xin đọc lại Yatha bukulakam pasti Yatha pasti marichikam y bằng lục căn avet căn tăng matsurachana pasati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyền, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Sao con xin xuống mất nè.
Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ không ạ? Ai, sa tu, chứ không mà. À, quý vị đã tự đứng trên đôi chân của mình ha. À, cứ tự nhiên, có gì đâu. À, gặp bài gì, nghĩa là cứ tiếp tục. Rồi, thì chỗ nào nó hơi rắc rối thì bây giờ mình đặt câu hỏi. Thì bây giờ qua giọng đọc, trường âm, đoạn âm, thế này, thế kia, vị nào cũng làm được hết. Quá tuyệt vời rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề tự vận của câu Phật ngôn 170 ha. Câu đầu tiên, yatha bulakam basse, yatha bulakam basse. Thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Yatha, quý như tựa như dường như ha. Yatha bulakam, bulakam. À, chữ búc bú la căng do từ búc bú la cá, đó là một danh từ nam tính ha. A tran ta pum linh ga, và búc bú la cá được kêu theo đối cách số ít đô tỷ gia quỷ phát tí hệ tố quá trần á, cho nên búc bú la cá nó biến thành búc bú la căng. À, búc bú la căng là bọt nước. Chữ lá này không có dấu chấm dưới ha. Búc bú lá cần. Rồi, chữ bát xê, chữ bát xê do cái từ bát xê tí, cái động từ. Thì đây bát xê nó có nghĩa là nên nhìn, nên nhìn. Và cái câu đầu tiên này, dạ tha búp bú la căng bá xê, nên nhìn như là bọt nước. Mà nhìn cái gì như là bọt nước? Nhìn cái thế gian, nhìn cái thân của chúng ta nè, giống như là cái bọt nước. Rồi, câu thứ hai ha. Yatha passe mari chikam, yatha passe mari chikam. Câu thứ hai, yatha passe, nên nhìn như cái gì? Nên nhìn thế gian hay là nhìn chính chúng ta? Marichika do từ Marichika, nó là một danh từ nữ tính ha. Karan tới Thilinga, và Marichika được chia theo đối cách số ít đối trị gia quỷ phát thị ê có quá trình á, cho nên nó biến thành Marichika. Marichika là ảo ảnh, là quyển hóa, ảo ảnh, quyển hóa, rồi thì cái gì đây? Yatha passe mari chikam, nên nhìn thế gian như là ảo ảnh. Mà thế gian đó thì có hai cái thế gian ha. Một cái thế gian to lớn bên ngoài, một cái thế gian chính bản thân của chúng ta. Rồi, câu số 3. Câu số 3 đâu rồi? Đi chờ chút để chúng tôi kéo chung. Câu số 3. Ê quăng lô căng, á quế khanh tăng.
Ewang lô căng áo quét thanh tăng. Chữ Ewang là như vậy ha. Lô căng là thế gian. Vậy thì ê căng, ê quăng lô căng như vậy thế gian là sao? Áo quét thanh tăng. Chữ áo quét thanh tăng do căn ngữ ít ha, có nghĩa là thấy. Và áo quét thanh tăng đây là một hiện tại phân từ nam tính. Áo quét thanh tá, áo quét thanh tá, nhưng mà được chia theo đối cách, nó biến thành áo quét thanh tăng. Áo quét thanh tăng là nhìn thấy, quán xét hay là thẩm xét, nhìn ngắm. Vậy thì hãy nhìn ngắm thế gian này, hãy quán xét thế gian này. Câu số 3 hả? Như vậy hãy nhìn, hãy quan sát thế gian này. Rồi cái câu cuối cùng, Machuraja Napasati. Machuraja, Machu là tử thần, là sự chết. Raja do từ Raja là vua, mà vua của sự chết thì được gọi là thần chết ha. Bất chú Raja là thần chết. Nó bá sở tí, nó là không, bá sở tí là thấy, cái động từ suy, tức là tử thần hay là thần chết không thấy. Vậy hai câu này đi chung với nhau để nó bổ sung mỹ nghĩa ha. E quan lô căn á quét thành tầng mắt chú ra trà nó phá sạch tí. Thần chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như vậy. Thần chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như thế ấy. Chỉ e quan, e quan lô căn là thế gian như thế ấy. Câu Phật ngôn 170. Nên nhìn thế gian như là bọt nước, nên nhìn thế gian như là ảo ảnh. Thần chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như thế ấy. Xin lặp lại. Nên nhìn thế gian như là bọt nước, nên nhìn thế gian như là ảo ảnh. Thần chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như thế ấy. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Hãy xem bột nước lao sao, phải nhìn ảo ảnh chiêm bao chập chờn, thế gian qua đốm mộng trường. Thấy được như vậy, tử vương khó dò. Hãy xem một nước lao sao, hỏi nhìn ảo ảnh chiêm bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng trường. Thấy được như vậy, tử vương khó dò. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch theo Thầy Ngũ Ngôn. Hãy nhìn một nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thành chết không bắt gặp. Hãy nhìn như một nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Rồi, trong câu Phật ngôn này, có người thắc mắc cái câu đầu tiên. Giá tha búc phu la cần bát xê. Cái từ búc phu la cần, có người nói rằng chữ búp này tức là chữ bê phở cho vào bê bò. Rồi chữ lá phải thêm dấu chấm ở dưới nữa. Nhưng mà thật sự chúng ta khi mà đi vào cái vấn đề từ vựng này, búp
bú la căng do cái từ bút bú la cá không câu vô chấm dưới không phải là bê phở mà là bê bò. Bú bú la căng bú bú la cá có nghĩa là bọt nước. Rồi quý vị còn thắc mắc nữa không? Trong vấn đề từ chúng ta đi vào ý nghĩa từng từ thì chúng ta hiểu bọt nước là gì. Bút bú la cá rồi trong phần tự vận có ai thắc mắc gì nữa không? Rồi bây giờ quý vị nghe duyên sự ha. Rồi sau khi nghe duyên sự quý vị sẽ thảo luận. Câu Phật ngôn 170. Đức Phật ngài thuyết ra khi người ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến 500 vị tỳ khưu tu về thiền quán. Có 500 vị tỳ khưu hoặc đề mục nghiệp xứ nơi Đức Thế Tôn khi đã được thành thạo về phương cách tu tập để chứng đạt thánh quả là hạn thì các vị tỳ khưu đó đánh lễ Đức Phật rồi tìm một cái trú xứ thanh vắng để hành sa môn pháp. Trong một thời gian dài các vị đó chẳng có chứng đạt được cái gì hết, cho nên bàn luận với nhau rằng chúng ta hãy trở về học cái đề mục nghiệp xứ khác, chứ cái đề mục này tu tập không có kết quả. Rồi 500 vị tỳ khưu cùng nhau trở về thành Sawatthi, đến tỉnh Xá Kỳ Viên để ý kiến Đức Phật. Nhưng mà trên đường về thì các vị tỳ khưu bị một trận mưa lớn, rồi cùng nhau vào ẩn trong một cái hang động, nhìn ra ngoài trời thấy những cái bong bóng nước nó nổi rồi nó tan, nó nổi lên rồi nó tan. Trước đó các vị còn trông thấy những ảo ảnh, nhưng mà nay thì lại thấy bọt nước nó hiển hiện ra. 500 vị tỳ khưu này lấy cái vấn đề đó làm đề mục để quán niệm. Thân này cũng giống như bọt nước kia, bởi vì nó có trạng thái sinh diệt nhanh chóng là như vậy. Trong khi Đức Phật ngài ở trong hương pháp tại chùa Kỳ Viên, với tâm của mình ngài biết rõ sự suy tư, sự quán niệm của các vị tỳ khưu đó. Ngài phóng hào quang từ hương pháp đến các vị đó như là hiện ra trước mặt và thuyết lên câu Phật ngôn, câu Phật ngôn 170 này, để đưa lên cho quý vị cùng thấy. Yatha pulakam passe yatha passe mari cittam evam lokam avekkhantam macchuracha napassati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy thần chết không bắt gặp. Ý nghĩa là hãy nhìn những cái bọt nước rồi những bọt nước đó quý như chính thân của chúng ta, và chính thân của chúng ta như là những cái ảo ảnh. Nếu mà người thấy được thế gian này như vậy, nhìn thế gian này giống như bọt nước, như ảo ảnh, thì tử thần không còn thấy người đó nữa. Ở đây cái từ quan trọng là Mari Chi Cần. Thì Mari Chi Cần là ảo ảnh, là huyễn, cảnh huyễn. Ảo ảnh nó hiện lên từ xa, có thể có cái hình dáng như là căn nhà, như là đôm đốm, hay là những cái mà
không thật, là vật không có hình thể, là vật rỗng không, mà nó là thường xuất hiện đối với người khi đến gặp. Vì thế có lời giải là tử thần không thể thấy người mà thường quán xét về cái vấn đề vô thường, giống như uẩn xứ giới đế vân vân, thì giống như nhìn có một nữa do ý nghĩa sanh rồi diệt, vì cái người đã nhìn thấy ảo ảnh do nó thì từ thì chỉ cần ảo ảnh này là một cái vấn đề sanh diệt, là một cái không thật, là cái sự buông đã mà nhiều khi chúng ta hay chấp vào nó. Rồi khi mà có một con đường chấm dứt thì 500 vị tỳ kheo đó chứng đắc kết quả A-la-hán. Khi mà thân của các ngài nhìn ra trận mưa và nhìn thấy nó bong bóng, nó nổi lên rồi nó tan biến, đây là chứng đắc kết quả khi đứng nhìn trận mưa. Rồi như vậy thì có Phật ngôn 170 chúng tôi đã trình bày xong, và thời gian còn lại là quý vị thảo luận. Rồi xin mời quý vị nha. Mời khó chịu quý vị thông cảm nha. Rồi mời quý vị hãy thảo luận về câu Phật ngôn 170. Con xin kính chào sư Giới Đức, sư Pháp Giang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh rõ không? Có một vị nào tên là David đó, đã bấm cái bấm lộn vô cái camera đó, làm lóc đi màn hình của quý vị khác ở trong đạo tràng đó. Quý vị David 1970 và 1970 vô để release cái nút camera vô đi, để bấm hình nó làm cái màn ảnh nó bị che hết phần nửa của mấy người khác đó hả? Quý vị có bị che màn ảnh không? À thì tốt rồi. Dạ con xin cảm ơn sư. Dạ. Bây giờ còn phần còn này, nhưng mà quý vị khác vẫn nghe âm thanh rõ không? Dạ. Trước hết con cảm ơn sư, mặc dù sức khỏe sư không có tốt, sư vẫn ráng cố gắng lên nói từ vựng và tích sự cho chúng con nghe. Con chúc sư nghỉ khỏe, con chúc sư mau hết bệnh ạ. Dạ con cũng chia sẻ, quý vị nào có muốn lên chia sẻ chưa không? Quý vị nói trước đi, còn nếu không thì tôi sẽ chia sẻ ha. Quý vị ok không? Cho biết, có quý vị nào giơ tay không? Tại tôi không có nhìn thấy ai giơ tay giơ chân hết á. Cái máy mà nó update, nó làm theo cái version mới đó, mình không thấy cái máy mà từ version cũ á, thì nó thấy ai giơ tay giơ chân nó thấy hết à. Dạ. Quý vị cho ý kiến ha. Nếu không có gì trở ngại thì quý vị đồng ý cho tôi chia sẻ cái tích sự của câu kinh Pháp 170 ha. Nhung Phạm. Dạ. Cảm ơn Nhung Phạm và hôm mai cho ý kiến. Mấy người kia không có ý kiến gì, tức là một là trung lập, hai là ok ha. Vậy ha, để cho cái gom nó còn nửa tiếng nữa, nó không có bị chóng vánh. Dạ. Trước hết cái câu kinh Pháp cuốn 170 này á, thì trước hết nói thì phải đọc chứ. Yat tha bút lát khăn phát xề, yat tha bát xề, ma vi chí khăn e hoàng
lô khăn áo quét khăn tăng mắt chú ra cha má pa sa ti. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đó là bản dịch tiếng Việt sang tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Minh Châu. Thì trong câu này thì theo sự hiểu biết của tôi á, của con đó, thì cái chữ chính trong cái câu này là chữ má rì chí khăn, tức là giống như cảnh huyễn vậy đó. Cảnh huyễn Việt có nghĩa là nó không có thật, nó giả tạo, nó không có bền vững. Thì cuộc đời này đâu có gì bền vững đâu. Lúc nhỏ mới sanh ra, cậu que cứ tiếng rưỡi là đòi người mẹ phải cho đứa con sữa để cho nó sữa cho nó uống nó mới sống được. Rồi cái một chút đi tè, một chút nữa cái đi cái kia. Thì cứ trong vòng mà một tháng đầu á, người mẹ rất cực với người con, nó phải cho nó uống sữa từng tiếng hai tiếng uống hoài cho tới trên 3 tháng á, thì nó chắc ngủ nó mới dài hơn, nó 4 tiếng nó tăng từ 8 tiếng. Rồi nó ngủ thông thường hơn. Nhưng mà từ lúc nó mới sinh tới lên nó 3 4 tuổi á, thì nó hay bị bệnh lắm. Nó bị cảm rồi bị sổ mũi đủ thứ, tại vì nó mỗi lần cơ thể có nó tăng xương lên, nó lớn lên, nó mọc răng cái gì đó thì nó hay bị ấy lắm, nó bị bệnh lắm, nó sổ mũi nóng lạnh hoài hả. Là người mẹ rất cực cho người con. Thì lúc mà lớn lên rồi nó chập chững, nó biết đi, nó bò, nó phá nữa, cái gì nó cũng nó gặp cái gì nó cũng bỏ vào miệng, nó ăn hết trơn, nó ném hết, nó tận dụng đồ ăn của nó. Phải người mẹ phải đi lúc nào cũng coi chừng, người trong nhà phải coi chừng, nó gặp lửa nó cũng bắt luôn, nó không biết gì hết trơn. Thì từ nhỏ cho đến lớn, rồi đi học mẫu giáo, rồi đi học tiểu học, trung học, rồi đại học, rồi lớn, rồi lập gia đình, rồi già, bệnh, chết. Thì cuộc đời 100 năm á, thì ai cũng tưởng là nó dài lắm, nhưng thật ra sinh hoạt á, thì từ 15, 16 tuổi đến 4, 50 tuổi bắt đầu sức khỏe giảm rồi, tới 5, 60 tuổi rồi nó giảm nhiều hơn nữa. Thì trên 60 tuổi có nhiều người vô nursing home, có nhiều người thì bệnh già rất là nặng. Có một số rất ít người thì rất khỏe mạnh, vẫn còn hoạt động, vẫn còn làm việc. Nhưng cái số người đó không có nhiều so với phần lớn những người mà trên 60 tuổi không bị cái này cũng bị cái kia. Có thể tránh nó rồi, từ từ mà cái tuổi già nó càng lên cao, nó càng thay đổi nhiều hơn. Thì cách đây hơn 3 năm, gần 4 năm, khi mà con bắt đầu vô đạo tràng thì thấy sư rất là khỏe, nói giọng quen lớn. Bây giờ cái cách đây hồi từng giờ trước sư cũng khỏe, giờ sư không có khỏe. Nó gọi là nó vô thường lắm, nó không có thường hằng, nó không giống nhau đều đặn hết. Và nhất là mọi người, tất cả chúng ta đều không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao hết á. Có thể chúng ta bữa nay trúng số rất vui vẻ, nhưng chừng một vài tháng sau chúng ta bị sạt nghiệp. Cái chuyện đó rất có nhiều đó quý vị. Thấy ở trên thế giới những người trúng số rồi bị sạt nghiệp sau, rồi bị đau khổ đủ thứ. Tại vì khi mà họ có tiền, họ không có biết dùng cái đồng tiền mình cho đúng đó. Họ làm những chuyện bị người ta xúi dục làm này làm kia đó, thì họ làm những chuyện không tốt. Có những người đó thì họ bị túi thứ này thứ kia, rồi họ bị lừa gạt á, thành ra họ không tin ai hết. Thành ra lúc trước họ còn nghèo thì họ có nhiều bạn bè, nhưng lúc họ giàu thì rất ít bạn bè, và họ cũng sợ gặp bạn bè nữa. Đọc những chuyện đó trên báo chí thì thấy cái chuyện đó là vô thường. Giống như nhỏ mình đọc cái chuyện mà như là tái ông gì đó, thắt mã đó, thì câu chuyện không biết dùng nói cái tiếng nó có đúng không, tại danh từ Hán Việt vui dở lắm, nhiều khi tôi không nói đúng ý nghĩa cái câu chuyện đó. Là cái ông nhà giàu đó, có một bữa người ta cho ổng một con ngựa, con ngựa trắng rất đẹp. Thì ổng, con ổng, ổng có đứa con trai, ổng thương con trai mà. Chuyện này từ bên Tàu, nó cởi gì sao nó ngã xuống, nó té gãy chân. Lúc mà ổng được con ngựa trắng thì ai cũng tán thưởng ổng.
con ngựa này tốt quá, con ngựa này quý quá, người nào cho ông con ngựa này, người đó phải quý ông lắm mới cho ông này được may mắn, được người ta tặng ngựa tốt nha. Ngày xưa cái con ngựa nó giống như chiếc xe hơi bây giờ vậy đó, giống như cái xe để mà giống như cái chân để người ta chở người ta đi chỗ này chỗ kia. Thành ra con ngựa rất quan trọng, con ngựa tốt giống như chuyện tàu, chuyện ta bút ký gì đó, nó có thể chàng dặm chạy suốt ngày không mệt nổi. Có con ngựa thì ngựa mà chở xe thồ đi chút mệt nghỉ thì nghe vậy đó, nhưng mà học cũng không biết mua ngựa, không hiểu gì ngựa hết. Có qua Mỹ con lần cởi con ngựa già đó như chỗ mà cho cường cách đây mấy chục năm luôn, mười mấy đồng một giờ đó, trời ơi chở nó đứng hồi nó chết rồi. Mấy ngựa già đó nó làm biến nó đi chút cái nó quẹo qua quẹo lại nó xác cho nó ăn cỏ này, hồi hồi nó ỉa thú mắt à. Con trai tôi nó nói nó không thích đi đâu, mấy con ngựa này stinh lắm, thúi lắm, không thích. Coi nó đi theo sao mắc cười quá à. Nó đi theo ngồi đi cũng sao đâu, nhưng nó mấy con ngựa thì chui lắm, ngồi lắm em đi. Tôi thích cỡ ngựa, leo lên cỡ ngựa vui lắm, đi đồng khoảng từ lên cái đồi, lên cái núi đi chạy, lên cái đồi xuống cũng hơn tiếng đồng hồ, nhưng mà biết là cũng biết cỡ ngựa. Cái hỏi sao nó đi chậm vậy, người ta mới chỉ mày á, mày trước khi mà mình lên cỡ ngựa đó, người ta có cái vòng tròn, cái vợ rồi cái nhà bự lắm, họ tập cho mình cởi ngựa, cái họ kêu mình ngồi đó, cái họ nói muốn con ngựa quẹo bên tay trái, mình kéo cái dây cương phía phải mình, nếu mình muốn con ngựa quẹo tay trái mình kéo dây cương phía trái giống vậy đó, mình kéo thẳng, còn muốn hai dây cương mình giữ ở chính giữa đó thì nó đứng lại. Họ nói còn muốn đi nhanh sao, nói mày thúc hai cái góc chân của mày thúc vô mạnh trong cái bụng nó, thì thúc mạnh nó biết. Rồi cái tôi chạy, tôi cũng phải đặt thúc hai bánh nó chạy phật phật cao, cho nên dở cái đít lên nhúng tới nhúng lùi, cái cầm cái cương kia nó nhận lại, nó chạy ngồi chắc nó tinh bể quá. Thì đại khái cũng biết cỡ ngựa giống vậy. Thì khi mà cái đứa con trai của ổng nó cỡ ngựa, nó bị té gãy giò, mấy người nói trời ơi xui quá, tại sao cậu con trai vậy đi té người ta bị gãy giò như vậy. Thì ổng nói nó té gãy giò đó là cái nghiệp của nó, cũng chưa chắc là xấu đâu, cũng lo. Thì không bao lâu thì trong nước nó bị chiến tranh, thì những người trai trẻ thì phải đi tòng quân đi giết giặc hết. Cái cậu con trai này của ông phú hộ này thì bị què chân á, không phải đi. Thì lúc đó người ta nói hên quá, nhờ cái cậu này bị gãy chân, cởi ngựa gãy chân mà không có bị đi quân dịch. Nhưng thật ra cái đó là khiến người đời người ta nói, khi mà có chuyện này chuyện kia người ta nói leo theo dễ dây giặc đó. Chứ một người mà bình thường bị cái chân gãy chân rồi đâu có vui sướng gì đâu, bị kịch thọt kịch thọt cũng không có bình thường thì đâu có may mắn gì đâu. Đó là cái nghiệp xấu của mình rồi, sanh ra được ngay ngắn đàng hoàng, con nhà giàu có, mà bây giờ bị chân kịch thọt gãy vậy thì đó là cái nghiệp xấu nó đuổi theo mình, mà người đời cứ nói leo lên nói theo á. Nó nói khi mà buồn nó giả bộ kia buồn nói như vậy, còn khi mà vui á thì nói theo vui, nó để mà có chuyện mà nói thôi. Nhưng thật ra con người mà bình thường mà tự nhiên bị té ngã đó là cái nghiệp xấu nó chạy theo rồi. Nhưng mà mình biết cái nghiệp xấu nghiệp tốt, mình sống theo đó, mình bình thường hay mình nói để theo để an ủi thì cũng ok. Nhưng mà nếu mình hiểu pháp mình biết rồi, đó là vô thường, có khi vậy cái khi khác, mình phải sống theo nó chứ không có biết được cái tương lai như thế nào. Thì cái điều đó mới là con người hiểu về Phật pháp và sống với Phật pháp thì nó mới đứng vững, mới nó bình tĩnh trước những thế gian như là bắt khổ vậy đó, vui buồn hạnh phúc đau khổ được thua thăng trầm rồi lên. Cái đó là mình phải hiểu giống vậy thì mình mới sống với cuộc đời này được. Chứ nào mà mình bị thất bại chuyện gì mà mình thất chí, mình nghe người ta chửi rủa mình hay cái gì mình tức giận lên, nhưng mà cái người đó cao quyền quý hơn mình không có nói lại được, tức lắm, âm tức âm mức trong lòng, thì cái điều đó cũng không nên. Tại vì nếu mình biết Phật pháp, mình nghe người ta chửi rủa, người ta nói xấu mình thì mình biết cái đó là pháp bất thiện. Rồi mình nghe những cái tiếng đó, mình coi nếu mà người ta sửa, người ta nói những việc mình làm thì không có làm cho người khác, không làm cho người vui thì mình đừng có làm nữa. Thì cái đó là mình tự lỗi tâm tâm khi mình xuất hiện thôi. Như vậy là mình cũng hành động cũng tốt rồi, tốt cho mình và tốt cho người.
vẻ hơn, được an lạc hơn. Thì trong cái câu chuyện này, cấp 500 vị tỳ phu này á, thì các ngài ấy quán vào cái pháp vô thường. Các ngài đi trời với mưa, thấy bong bóng, khi mà mưa lớn, nhiều khi mưa lớn nó có bong bóng ấy. Ở ngoài biển cũng vậy, nước vô nó cũng có bong bóng của nước biển á. Rồi những khi mà trời mưa trời nắng thì trên trời nó cũng có cầu vồng á, nhưng mà cái bọt nước này thì trời mưa đó, trời mưa lạnh rồi bong bóng thì nhìn cho bong bóng nó có ảnh chiếu lại, có thể chiếu cái này cái kia, có thể chiếu con này con kia hay gì đó. Rồi trong nháy mắt thì mưa khác nó xuống, nó làm những cái bong bóng này bể tan đi, rồi những bong bóng khác xuất hiện. Thì mấy vị này quán theo danh sắc, quán theo sự vô thường, tức là cuộc đời giống như cái bong bóng, nó nổi rồi nó chìm, nó phồng lên, nó xẹp xuống. Có cái lớn, có cái nhỏ, có cái vừa vừa, có cái rất là to, có cái những cái nó bong bóng, nó được lát, nó được bong bóng được lâu hơn những cái khác. Có những cái khác cho dù nhỏ hay lớn thì vừa mới lên thì bị bể, có cái thì nó lâu hơn, nó tồn tại lâu hơn hơn mấy chục giây, có cái vừa mới bùng lên thì bị bể. Thì các vị này quán cái sự vô thường, cuộc đời giống như vậy. Có những người vừa mới sanh ra đã bị chết, có người thì ở trong bụng mẹ cũng bị chết, có người sanh ra được vài tháng chết, có người sanh ra vài năm vài tuổi chết, có người sống 40-50 tuổi thì chết. Chết có những cái chết khác nhau, có người bị bệnh chết, có người bị tai nạn chết, có người bị người ta đánh chết, có người bị ăn cướp trộm bị người ta đập chết, có người ở trong tù chết trong tù, có người sống đầy nhắc luôn, sống 100 tuổi cũng chưa chết nữa mà đi cục cụ vậy đó, có bệnh đủ thứ mà không chịu chết. Có người sống cũng lâu, cũng 90 mấy tuổi, có vài người bà con của tôi sống 90 mấy tuổi đó, rồi tới giờ chết đó, thì họ đi trước nhà rồi chết đó, họ đi tắm rửa sạch sẽ rồi họ ngủ luôn, họ chết luôn. Thì có những người có những cái chết rất là bình thường, có những cái chết rất là đau thương. Thì chắc các vị, chắc năm vị A La Hán này, các vị ấy quán theo cái sự vô thường đó, là cái bong bóng nó giống như cảnh quyển vậy, thấy vậy thì không phải vậy. Cũng như cuộc biên về cuộc đời của chúng ta, mỗi người sinh ra rồi lớn lên, có anh em chị em, có bà con dòng họ, rồi có cha mẹ, có con cái. Những tưởng có những người nghĩ rằng mình già mình sẽ chết trước con mình, nhưng đâu có ngờ có khi con mình nó đi lính nó bị chết, hay là nó đi xa nó làm việc nó bị tai nạn nó chết. Cái chuyện đó bình thường, không ai biết được. Chắc chắn là người già sẽ chết sau, người già sẽ chết trước những người trẻ, cái đó cũng biết. Thì các vị này chắc cũng quán hết những điều đó. Thành ra Đức Phật nhìn vào cái căn cái sự tu tập của năm trăm vị A La Hán này, ngài mới xuất hiện. Ngài là một vị điều ngự trưởng phu mà. Ngài nhìn cái sự trí tuệ của ngài á, cái pháp nhãn của ngài đó hả, pháp nhãn ngài nhìn hả, nhìn vô số kiếp không thể tiếp được. Ngài nhìn thấy rõ năm vị tỳ khu này đã căn duyên đầy đủ, có đủ 10 ba la mật thấm nhuận rồi. Ngài thiết cái bài kệ này, thì trong khi quán nó cũng cái kệ này nó xối vô làm các vị này nhìn cái hiểu rõ nhiều hơn cái bài kệ. Các vị này, các 500 vị vị này đắc A La Hán liền. Cái gì thấy thần kỳ không? Nhưng mà trong Phật pháp không gì thần kỳ hết. Khi nào nó tới nó tới, thì nó không tới là không tới. Có những hai vợ chồng, ông con nhà phú hộ, cả hai vợ chồng thì xuất thân từ gia đình danh giàu có của bà La Môn, tưởng ăn tới đời cháu rồi chắc cùng hết nữa. Nhưng cuối cùng họ đi ăn xin, đi xin đồ ăn thừa của các vị tỳ khu trẻ nữa. Mà Đức Phật đã nói nếu mà hai vợ chồng vị này á, cái người vợ thì kém hơn người chồng một bậc. Nếu mà cũng còn niên thiếu, các vị hai vợ chồng này nếu mà đi tu lúc mà còn trẻ thì cái vị là ấn thì đắc cái quả cao hơn, chắc là A La Hán gì đó. Người vợ thì A Na Hàm, mà trung niên thì đắc A Na Hàm, còn người vợ tu đầu hoàng chẳng hạn vậy. Mà rồi cái hồi mà già cả rồi dục hết mà lo đi tu á, thì cái người vợ cũng vô dữ lưu, cái người chồng cũng là tu đầu hoàng chẳng hạn, sơ nhị đạo nhị quả chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cuối cùng họ là đi ăn xin. Tại sao? Đức Phật nhìn cái căn duyên của họ, cái nghiệp của họ, có lẽ quý vị
Đức Phật không có kể tại sao, nhưng mà phải hiểu rằng khi cái người đó đủ căn duyên, một là Đức Phật đi tự tìm đến họ đó, Đức Phật giúp họ, hai là Đức Phật không làm gì hết, chỉ ngồi nhìn thôi, tại vì Ngài biết rằng Đức Phật không có xen vào nghiệp của chúng sanh, chỉ giúp cho họ nhanh hay chậm thôi, nhưng mà cái nghiệp của họ làm trong quá khứ quá nặng đi, họ phải trả, họ phải lãnh thôi, Đức Phật không có làm được gì hết, Đức Phật chỉ ngồi đó thôi. Nhưng mà nhờ hai cái chuyện này Đức Phật mới giảng cho cái câu kệ để cho chúng ta nghe, và câu kệ đó mình hiểu vậy. Chứ ở trong Phật giáo ở bên Bắc Kiền, tôi cứ nghe cái dùng chữ tỳ duyên, trong Phật giáo chính thống nguyên thủy không bao giờ có chữ tỳ duyên hết. Không có phải tới chỗ này, nhân cái việc tôi đi chỗ này tôi gặp nó, tôi mới giúp đỡ như vậy. Không đó. Đức Phật là mỗi ngày ngày quán vô cái người nào đủ nhân duyên, có duyên với Phật Pháp. Một là ngày tìm để đến nơi, chơi xa thì ngày gần thì đi bộ, xa thì ngày đi sâu, tỉnh xa thôi, ngày dùng thần thông, ngày về tới luôn. Giống như ngày Xuất Thố Đá Ná đó, là cha của ngài đã vô tịnh phạm đó, gần tới chết thì ngài dùng thần thông kêu mấy vị A-la-hán của ngài đó đi theo, ngài đi thần thông, ngài về cho kịp đó. Ngài nói một câu kệ để cho vua Xuất Thố Đá Ná đắc A-la-hán. Còn người mẹ của ngài thì không đủ phước nhiều, thì ngài cũng lên đó từ một vị Phật mẫu, đó, mẹ của vị Bồ Tát. Thì ngài lên cung trời đau lộn về thuyết giảng, trong khi mẹ của ngài là một vị thiên nam, thiên tử ở trên cung trời Tushida, là Đầu Sức Đà. Thì cũng có cái quả dự lưu, thì cái kiếp của Phật mẫu, mẹ của vị Bồ Tát cũng không có còn lâu, chỉ nhiều lắm là 7 kiếp. Thì cái đó, cái sự trả hiếu của một vị chánh hạnh chánh giác, thì quý vị thấy ông nó khác thường hơn người ta hết. Bây giờ nói cũng 18, 19 phút rồi đó, nghe cũng đủ rồi. Tức là nhà hữu có số điện thoại của sư chú Đức giữ. Cho cô Châu Phan hả? Cái Châu Phan đó hả? Nhân Phạm hả? Vô trong Google đó đánh chùa Chí Đức, à không phải, rồi chùa Ngọc Đạt, thì trong cái đó trong người ta sẽ cho biết địa chỉ của chùa Ngọc Đạt ở đâu, và dĩ nhiên có số điện thoại của chùa Ngọc Đạt đó, thì lấy số đó vô Zalo hoặc Viber đó kêu, không có tốn tiền nó được rồi, chứ đâu có cần hỏi đường chi, tại chùa Ngọc Đạt cũng có lâu rồi, ai cũng biết. Đánh vô chùa Ngọc Đạt, vô YouTube đánh vô chùa Ngọc Đạt, hay là vô Google chùa Ngọc Đạt, thì trong đó người ta sẽ cho biết là địa chỉ chùa Ngọc Đạt ở đâu, rồi điện thoại là số gì kêu thôi. Có mà không có không gọi được, tại vì sư bệnh, sư có trả lời thì text message lên đó. Ôi trời ơi, tôi cũng gửi hoài với được là không được, tại Châu Phan gửi cái đường nào chứ ở bên đây gửi chừng sáng có khi chiều tối thì được rồi, không có lộn này, tại vì cho đúng số điện thoại đó, Châu Phan nó kêu đánh cái message qua cái số điện thoại mà cho đó, thì sẽ có ok để tôi cho số điện thoại của sư Chí Đức nè, ghi vô ha. Điện thoại chùa Ngọc Đạt, tôi chờ chút quý vị chờ chút nha. Chùa Ngọc Đạt, chùa Ngọc Đạt số điện thoại này ha, 84 là số số code của National đó, là đi về Việt Nam. 800-5535. Đó, đúng rồi đó, y chang còn số nữa, 84-6183-1630. Dạ, hai số. Dễ dàng lắm đó. Dạ, dễ đó, đó cái số đó đó. Kêu thôi. Dạ, nói cũng 21 phút rồi. Thì cái bài này tóm tắt là các cái chữ chính trong cái bài này, tức là chữ má vì chiếc khăn, tức là Nguyễn Thạch Linh. Còn búp bô lá khăn là cái bong bóng, nhìn cái cuộc đời giống quyển, tức là nó có rồi mất, mất rồi có rồi mất, giống như cuộc đời của Đức Phật vậy đó. Ngài sanh ra đời, ngài lúc còn trẻ ngài có tất cả hết, ngài có cung, có vợ đẹp, có cung, có quyền thế, có cung điện, có nhà vua cha xây cho ngài ba cái cung điện, mùa đông, mùa xuân, mùa hạ gì đó, ngài được tất cả những đủ thứ hết, nhưng ngài từ bỏ, ngài
ngày từ bỏ này đi tu, ngày mất hết, ngày không còn gì hết. Thì xong ngày đắc quả chánh đẳng chánh giác, ngày có được tất cả, tức là các người, những người đó có còn nhiều hơn nữa, rồi ngày nhập niết bàn, ngày bỏ thì ngày hết. Thì cuộc đời nó có không, không có không, có không, nó vô thường, nó không có gì bền vững hết, đừng có bám víu vào đó. Thì cái chữ ma vi chí khăn giống như cái quyển, nhìn cái quyển nhìn thấy vậy một người đẹp, nhưng vài chục năm sau đâu có đẹp đâu, giống như cái bài vợ của tổng thống 45 Donald Trump, bà Ivana hồi y hay là Ivana gì đó đó, hồi xưa bảo là hoa hậu cũng đẹp lắm, hình tình cỡ đẹp, lúc đó già bởi xấu xí và già đủ thứ, bả được hạnh phúc và có hết, nhưng mà bả mau muốn luyện thế quá, bả làm này làm kia, rồi hai người cãi giả, rồi cũng có một bộ khác, rồi bả như vậy thì bả mất hết. Còn nếu bả đừng có làm gì, bả ở trong bả làm giống thị giờ bả là the first lady rồi, former the first lady rồi, bả mới chết cái đây nữa, thì nó cũng là quyển lật thôi, có khi có cái gì không, nó mất hết thì giờ bả đi hết rồi, không tồn tại nữa. Dạ, con xin chia sẻ cũng đủ rồi, còn có mấy phút nữa để chừa cho quý vị khác, để quý vị nói mà không được chai nó hết đến cái từ hay la vậy đó. Và trong khi con chia sẻ có những điều gì mà sai sót phạm gì đó không có đồng ý, thì xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng cho con biết để con chỉnh sửa. Và con xin chúc sư mau hết bệnh, các sư, các cô tu nữ và các quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Con xin cảm ơn và mời người khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, còn vài phút nữa thì con xin có cái ý kiến của cái câu pháp cú này là Giá Tha Bút Bút Tát Căng. Dạ, con cũng không nói, xin đọc lại. Tha Bút Bú Lát Căng Tát Xê Giá Tha Tát Xê Ná Ri Chí Căng Ê Quang Lô Căng Á Quét Khanh Tăng Mắt Chú Rà Cha Ná Tát Sá Tí. Thì câu pháp cú này là hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cánh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp, của hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Đúng là sự thật là như Đức Phật nói, là cuộc đời giống như là nó vô thường, mà các giai pháp hữu vi là nó có tính chất vô thường, sanh có diệt, nó không có thường hằng như pháp chánh đế. Vì vậy cho nên là chúng ta phải hiểu rõ tất cả đều là vô thường, cuộc sống này đều là vô thường, vì vậy chúng ta không nên dính mắc vào đó. Và để hiểu rõ hơn cái chữ vô thường này thì chúng ta phải áp dụng cái việc học trong những cái giáo lý của chúng ta vào việc hành, và chúng ta nên học về thiền. Vì thiền, nhất là thiền quán, sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà hiểu rõ cái cách vô thường. Vô thường vì khi mà mình gặp những cái quả xấu thì luôn luôn chúng ta có cái phản ứng tự nhiên, là luôn luôn phản ứng lại với cảnh đó, với những cái mà chúng ta bất như ý. Nhưng mà chính vì vậy mà chúng ta phải đau khổ. Nếu chúng ta có thiền thì chúng ta sẽ giữ cái tâm chúng ta quân bình, và nhờ cái tâm quân bình đó mà chúng ta nhìn thẳng vào cái sự thật của những cái quả bất thiện đã đến với chúng ta, và chúng ta chấp nhận nó, cũng như chúng ta hiểu rõ về những quả thiện mà chúng ta có được, mà chúng ta không quá hân hoan hoặc là vui mừng quá, để rồi khi mà chúng ta không đạt được thì chúng ta lại thất vọng. Và cái tâm quân bình đó sẽ giúp ích cho mọi người khi mà chúng ta đến cái thời cộng tử nghiệp, chúng ta sẽ chấp nhận cái việc là chúng ta rồi sẽ chết, và xem cái chó là chuyện bình thường, và chú vào hơi thở để khi chúng ta chết thì chúng ta có tâm quân bình, và nhờ vậy thì chúng ta sẽ không đi xuống. Đó là những điều mà con cảm nhận được qua những cái khóa học giáo lý và những khóa thiền. Và con rút ra là chúng ta nên luôn luôn bình tĩnh, quân bình cái tâm lại và nhìn vào tâm, và chúng ta sẽ là hài đảo cho chính mình, thì điều đó nó tốt hơn cho cái sống chúng ta trong đời nay và đời sau, cũng như trong lúc mà chúng ta kề cận đến cận tự nghiệp. Dạ thưa sư, đã con có chỉ có mấy cái lời ý kiến đó. Dạ, con xin xuất phát vì đã đến giờ.
Alo, một hai ba. Gì vậy nhỉ? Rồi, quý vị nghe rõ không? Rồi, xà thủ, xà thủ. Chiếc kim nè, chiếc hồng mai nè ha. Hai vị này khi mà hữu sự á là cứ thế mà làm nghe. Tức là người ta dùng cái từ không mở chợ cũng đông nè. Có chúng tôi hay là không có chúng tôi, à, quý vị vẫn thể hiện tốt đối với cái room này à. Mà quý vị cứ nhớ cái từ cứ thế mà làm không? Cái từ này là do ông tướng tiên phong là Ngưu Cao khi mà gặp ngục chuột á, không nhớ hả? À, nghe cái này xong cái là nhớ liền rồi. À, tướng tiên phong của nhà Tống mà nguyên soái là Nhật Phi ha, dẫn quân đánh với ngục chuột. Ngục chuột là thái tử thì Nhật Phi là một vị danh tướng rất là giỏi, thì huấn luyện được 500 quân lính, và 500 quân lính này giao cho Ngưu Cao để đi tiền phương, đi phía trước dẫn đường. Ngưu Cao thì đánh với một chuột, đánh không lại, rồi quốc ngựa truy phong, bỏ chạy, bỏ cửa chạy lấy người. Rồi cái chạy một đoạn đường dài rồi mới coi như quay lại không thấy thằng lính nào hết đó. Chà, thấy còn lần sau về báo cáo với nguyên soái, dù có bị thương bị gì cũng còn một vài đứa què hoặc rồi này kia để chứng tỏ là mình thua trận nhé. Ai ngờ mình bỏ chạy, mình không có thằng lính nào đến cái chân rồi, như vậy thì nói sao ổng tin. Thôi để coi, đi lại chỗ cũ lượm vài cái thằng ngất ngư rồi đem về trình diện, chứng tỏ là mình đánh không lại, mình thua. Thì đi đến cái vị trí đó, mình đã bị thua ngục chuột á, thấy được ngục chuột. Thì khi đến đó thì ủa, ông thấy 500 tên lính của mình không có thằng nào ngất ngư, không thằng nào chết hết á. Nó vẫn tỉnh bơ còn cười nữa, giỡn nữa. Ông ngạc nhiên, tao đánh không lại, tao bỏ tao chạy. Bọn bay sao giỏi quá vậy, sao hay quá vậy, không có đứa nào bị thương nữa. Cái 500 tên lính này đã được nguyên soái huấn luyện á, nó mới cười, nó nói thưa tướng quân, tướng quân chạy thì bọn tôi chạy theo tướng quân cũng chết, thì thôi bây giờ coi như dàn trận ra, dùng tên bắn tới tấp, và thế là ngục chuột không tiến quân lên được mà phải bỏ chạy. Ông Ngưu Cao này nghe khoái quá, vỗ cái đùi cái đét, ô hay quá, lần sau cứ thế mà nào. Rồi tức là lần sau á, chiếc kim nè, chiếc hồng mai nè, cứ thế mà làm ha. Rồi nhớ chưa, Ngưu Cao lính của Nhật Phi. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin kết thúc. Câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy sự vô thường ha, sự vô thường giống như bọt nước. Rồi xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phục quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngôi lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên ban chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tĩnh lạc. Ete nasa kewache na sotu wo hotu wada.